Hey yo yo, xin chào cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mew Xúc Xích. Uầy, mọi người thấy gì không mọi người ơi? Rồi, ôi, full le người mọi người hạ mà toàn trong top 100 thôi. Nhưng đây là quá khứ rồi mọi người ơi. Cái clip này thì mình làm từ cái hôm nọ cơ, cái hôm mà chưa bị khóa thanh toán đấy mọi người. Nên là mình đã làm cái clip này cũng khá là lâu rồi, phải mấy hôm rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới đăng cho mọi người xem, gọi là đăng để lấy cái gì đấy gọi là tí kỷ niệm mọi người ạ, gọi là tìm lại một tí kỷ niệm. Chứ mấy hôm nay được một hôm rưỡi rồi, đúng rồi, một hôm rưỡi là mình leo danh từ danh đồng lên được, leo học mật mới lên được Pilaste mọi người ạ, được 2 hôm rồi. Và nếu mà như cái tình hình này mà mình chơi trâu thì chắc là đến tầm được 3 ngày thôi là lên được leng gần rồi. Nhưng mà lên được leng gần xong mình để lại được tầm khoảng như cái clip này, cái nick này của mình thì nó đang rơi vào tầm khoảng 6k điểm, hơn 6k điểm. Mà để bắn lại được 6k điểm thì chắc nó phải mất tuần nữa mọi người ạ, nó cũng phải lâu vãi lồi đấy. Ở đây có người này. Chết rồi. YouTube bị lốc rồi, cu em mình bị lốc rồi. Úi dồi ôi, ra cover luôn. Ấy bạn ơi đừng có chơi gạt thôi. Cu em mình đen rồi mọi người ơi. Thằng game nó chọi ngay quả lửa ra, không biết là có chạy được không. Úi dồi ôi, bắn nó em ơi. Rồi xong rồi. Ra cứu YouTube kìa, ra cứu YouTube em ơi, ra cứu YouTube. À có một thằng ở trên này này, ui dồi ôi sao lại rơi xuống dưới. Cô em mình bắn khá là nhanh mọi người ạ. Số 1 đấy, bắn khá là nhanh, thề luôn đi. Hở cái ra đấy mà để mà KS mạng với KS bot của cô em mình thì trong cái team này, cái mình KS mạng hay là bot của ông Lào cũng khó, cơ thể toàn tay to rồi toàn máu mặt rồi các bạn, nên là bắn rất là khó. Ôi trời ơi, định đi nhà thẻ bạn chết nhá. Còn team này còn duy nhất là một tên nữa thôi này mọi người này, còn một tên nữa thôi. Thật không biết là một tên cuối đứng đâu ta, cho lụm nốt này. Còn nếu mà không lụm được thì thôi cho các bạn cứu tí bắn tiếp. Không thấy đâu ạ. Ui giời, Itu hình như là bị lag out game rồi, game dạo này lag thực sự ấy. Lúc vừa nãy nhảy dù ấy thì cu em số 1 của mình cũng bị lag anh em ạ. Trận này thì bắn cùng 3 em luôn cho 3 em nó gánh anh em ạ. Chứ mình bắn không lại 3 em rồi, 3 em trẻ và trâu lắm nên là thành ra là mình bắn không có lại. Úi dồi ôi, nó đây này à, tên cuối ạ, tên cuối hay gì hay là team khác đây. Tên này với bẩn ở bên Honmi sang này, ấy là fly shot kìa, số 1 fly shot nhưng mà như trượt rồi. Anh à, nhảy xuống chạy à? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu chạy đi đâu? Úi trời, đầu vàng khè thế này thì rồi. À hình như là con gái mọi người ơi, Trang này. Đây này, số 1 đây, từ từ hang bắn cái tên còn lại nhá, để anh bế Trang đi chơi cái. Anh bế Trang đi chơi cái. Rồi, đâu rồi Trang đâu rồi, phải bế đi chồng anh em ạ, phải bế đi chồng thôi. Mình sẽ bế ra chỗ Itu với cả chỗ của Duki nha anh em ạ. Úi dồi ôi, đã bảo bắn từ từ thôi nền ngáy thôi, bắn luôn anh em ạ. Thế là Trang đi luôn rồi, thế là không được trêu rồi. Úi dồi ôi, thính có AUG mới ốp này mọi người ơi. Trận này thì mình sẽ cho anh em gọi là chứng kiến cái trình độ bắn cốp nó phải gọi là như shit của mình anh em ạ. Vì mình không có bắn được súng ngắm mọi người ạ, không phải là không có bắn được ấy, mà mình là tank cơ, là thành ra là từ trước đến giờ ấy mình chỉ có bắn SMG với cả AR thôi, chứ mình cũng không chơi mấy khẩu ngắm đâu mọi người ạ. Có ngắm ấy thì mình sẽ chơi một khẩu AR mà mình chơi cốp 6, chứ mình sẽ không chơi những cái khẩu súng ngắm mà bắn viên 1 nha mọi người nha. Nhưng hôm nay gọi phá lệ một chút xíu, chơi ốt với cả AUG nha. Skin nhìn đẹp vãi xoài luôn, hai cái skin này nhìn khá là đẹp này. Ở đâu có người ta? Mình sẽ sang bên Barrel trước này. À hình như chỗ cô em mình có người kìa. Ấy à là nào thì chạy này. Ui rồi ôi. À đấy, không biết là có anh em nào bị bắn thẳng vào mắt không, chứ mình nghĩ là bắn cũng phải vào mắt khá nhiều anh em đấy. À, đây này, chạy đâu, chạy đi đâu thôi. Bắn khó thế nhở, bắn khó thế. Đang chạy lại dừng lại thôi, mình sẽ gạt cho cô em mình nha. Thế chứ mình thấy bắn cái súng ngắm với mình ấy, nó là một cái gì rất là khó khăn mọi người ạ. Bắn nó hơi khó khăn một chút xíu. Mình cứ quen một khẩu SMG và một khẩu AR cốt to rồi, nên thành ra bây giờ bắn súng ngắm nó không có được. À, cô em mình lên rồi kìa. Em ơi, bây giờ em lùa thế nào để cho nó chọc đít ra phía của anh ấy. Đấy, xong anh bắn súng ngắm này là hợp lý này. Đây. Đấy, chọc đít ra này. Chọc đít ra này, lốc luôn. Rồi trên đấy còn một tên nữa thôi anh em ơi, lốc 3 rồi. Á, con bot này. Ui thôi con bot ấy. Khổ thế nhở, con bot này chạy đấy cứ cà giật thế này. Đứng nhìn với bot rồi. Thề luôn đấy, mình bắn phát nào ấy đi vào lòng đất phát đấy luôn mọi người ạ. Trái hiểu kiểu gì bắn khó thế nhở, bắn khó thực sự ấy. Thề những anh em nào gọi là main slipper ấy mà chơi ở vị trí leader ấy mà cầm ngắm này này thì đúng là gọi là đẳng cấp luôn. Chứ như mình thì mình chịu thôi, có một tên nát này mọi người ơi, thi thoảng mọi người lát ấy, kiểu bị out game ra ấy, thế là nó đứng luôn ở trên không mọi người ạ. Rồi mình xin luôn một mạng free nhá, ai mà lát tí vào thấy kiểu đang đếm số mọi người ạ. Ở dưới này không biết là còn người không ta, vì có một tên nát ở đấy thì ở trong Saret City hoặc là du thuyền sẽ có người mọi người ạ. À quên, cái này phi thuyền nhá, ừ đúng rồi, phi thuyền hay là du thuyền nó cũng như thế thôi. À có cái xe kìa mọi người kìa, ấy chả có cái xe kìa, xe chạy đâu bạn? Ui, xe không có người à? Người đâu rồi? Rồi cô em mình lốc luôn cái tên đi xe rồi sao ấy mọi người ạ. Số 1 lốc luôn tên đi xe rồi kìa. Ôi rồi ôi, ít đau mọi người ơi, thôi dở rồi. Đâu ta? À đây này, anh ạ, đây này rồi, chết luôn. Tên này chết luôn nha. Cái tên bắn que mình là tên nào ta? Tên đấy như là bot thôi, cái tên mình vừa ăn không biết là bot hay người ấy. Rồi, gạt luôn em ạ, gạt luôn. Đây, còn tên nữa sao nó cứ cà giật thế nhỉ. Thề bắn ấy mấy anh em này vui thực sự ấy, kiểu toàn top server tay to xong rồi bắn tấu hài ấy, kiểu tấu hài thực sự luôn. Ui ôi, ui du thuyền anh em ơi, du thuyền kìa. Mẹ nó bắn mình tí heo luôn ạ. Sợ thực sự ấy, đây nó bắn mình tí hẹo luôn ạ. Rồi Duki làm lốt rồi anh em ơi, Duki làm lốt rồi. Rồi cứu cái này, cứu số 1 cái. Itu đang công ra bên kia như là cũng có một team ấy. Itu công cẩn thận em ơi, không lại cụ đi chân đánh toát này thì đúng chấm hết đấy. Hồi máu cái đấy anh em ạ, mày quá là có một cục máu. Ở trên du thuyền không biết còn ai không ta. Duki thì vừa báo là clear rồi, số 4 báo clear rồi anh em ạ. Còn ở bên phía của số 3 thôi, của AOD Itu này của em mình. Ui trời ơi, lốc luôn à, sợ thật đấy. Trời ơi bắn kiểu gì ấy. Đây rồi mình sẽ cover của em mình nha. Dám bắn đồng đội mình à, tinh thần đồng đội mình cao lắm. Đây cứ chạy lên mà. Úi thôi nó gạt luôn kìa. Ấy là ui thôi sao lại bắn lại trúng chân lại không mất máu vậy? Không mất máu này, lốc luôn. Lốc luôn anh em ạ. À, có tên bay trên đầu mình này, ấy là căng nhở. Ui tên này tên boss thôi mọi người ơi. Tên này tên boss thôi. Đây. Này thì chạy này rồi ôi mọi người ạ. Đây là không phải là do mình bắn ốp gà đâu mà là mình không chơi bao giờ ấy, nên là thành ra là bắn một tí là mình quen rồi, bây giờ là bắn là vào việc luôn mọi người ạ. Bây giờ là cầm ốp là vào việc luôn. Á ở trên đầu có người này, trên đầu mình có người. Ấy nha, rồi đi luôn, cụ đi luôn nha. Tên này hình như là chết luôn này. Rồi đúng rồi, chết luôn mọi người ạ. Bay đâu bạn ơi, bay đi đâu bạn ơi. Ấy à, bay với chúng tôi ạ. Bay với chúng tôi này, trời ơi, đi luôn mọi người ạ. Đi luôn. Mình sẽ bay lên cao, mình đứng ở trên du thuyền rồi mình check nha. Chứ cầm ốp này lại còn x8 nữa. Ui trời ơi, đứng ở trên du thuyền nó mắc binh rồi anh em ạ. Cứ soi xung quanh thôi, có tên nào chạy nạc cái nóc chóc bên dưới bắn nhau thì thôi đúng ối rồi luôn. Ốp mình lại còn có silent người cơ, nên là bắn kiểu là địch nó không biết là bắn ở đâu ấy, kiểu còn nắp giảm thanh rồi. Thì đây, ở kia có người sao ấy, thấy cô em mình ping kìa, không biết có phải không hay là nó ping nó quăng nữa. Mà thôi kệ đi, vừa đi vừa check thôi anh em ạ. Còn có 5 tên nữa thôi, 5 tên nữa thì vớ vẩn là 4 người một bot mọi người ạ. Mình đoán thế thôi, không biết là còn người không. Rồi, bay sang bên này check nha anh em nha. Đã biết còn ai không, nhưng mà cái bo này khá là rộng. Nhưng mà nó lại là bo biển mọi người ạ. Bo biển bo biển tầm 30%, còn 70% là nó đất liền. Chả thấy ai cả, không thấy một ai anh em ơi, sợ thật, chạy từ nãy đến giờ không thấy một ai ạ. À có một tên hồi sinh kìa. À đâu, đấy là cô em mình. Itu vừa hồi sinh, vừa nãy mình thấy 9 người bây giờ lên 10 người này. Itu vừa hồi sinh ạ. À có tên nào bay kìa, ngay trước mặt mình luôn ạ. Ui trời ơi, bay sang bên này thì bạn xin chết rồi bạn ơi. Hình như là bị cô em mình nó dí nên là nó sang bên này anh em ạ. Ui dồi ôi, giáp 4 mũ 4 ba lô 4 là đi luôn, cụ đi luôn, sợ thật đấy. tên này đồ vàng chóe luôn kìa mọi người ơi. Thề, nhìn thôi là đã biết bạn đẹp trai rồi, bạn quá giàu ấy bạn ạ. Ui dồi ôi, đồ này, ui dồi ốp kìa, đạn ốp kìa. Ui dồi ôi, đạn ốp một đống luôn mọi người ạ. Mình hơn 100 viên đạn ốp rồi, tên này đi tích đạn ốp ạ, tích đạn ốp ạ. Không cay hết được rồi, rồi clear rồi. À đâu, bot đấy chứ, bot đấy chứ. Ui rồi ôi, top 1 easy luôn rồi, không biết là ai bắn cái mạng cuối luôn mọi người ạ. Và video clip mình xin dừng lại tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi hết video clip của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.